Thưa quý vị, Đảng bộ, chính quyền, các sở ngành đoàn thể, các địa phương và nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vô cùng thương tiếc Thiếu tướng Nguyễn Minh Ninh, nguyên Phó Bí thư tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Sau thời gian lâm bệnh, ông đã từ trần lúc 19 giờ 30 phút ngày 9 tháng 6 năm 2023. Dù không sinh ra ở Bà Rịa Vũng Tàu, nhưng gần như cả cuộc đời, sự nghiệp của Thiếu tướng Nguyễn Minh Ninh đã gắn bó với mảnh đất này. Ông ra đi, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho gia đình, bạn bè, đồng chí, về một người cha, người chồng gương mẫu, về người đồng chí, đồng đội, mưu trí, dũng cảm. Còn với Đảng bộ, chính quyền tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, mất ông là mất đi một người lãnh đạo quyết đoán, táo bạo, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong giai đoạn đầu khi mới thành lập tỉnh. Ý tưởng đổi đất lấy hạ tầng của ông về sau trở thành sáng kiến của Bà Rịa Vũng Tàu, được Trung ương tổng kết xây dựng thành hệ thống pháp luật, góp phần tạo động lực quan trọng phát triển kinh tế xã hội cho đất nước. Sinh ra trong giai đoạn đất nước bị thực dân Pháp chiếm đóng, người dân chịu nhiều cảnh lầm than, mất mát, nên ngay từ nhỏ, ông Nguyễn Minh Ninh đã nuôi ý chí quyết tâm phải đuổi giặc, giết thù, giành lại độc lập cho dân tộc. Đầu năm 1956, khi cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược lần 2 ở Nam Bộ bước vào giai đoạn ác liệt, chàng thanh niên quê hương Long Thành, tỉnh Đồng Nai, Nguyễn Minh Ninh mới bước sang tuổi 21 đã gia nhập đơn vị vũ trang Bình Xuyên hoạt động tại khu vực rừng sát chống chế độ bù nhìn Ngô Đình Diệm. Trong thời gian này, ông đã tham gia đánh nhiều trận, diệt nhiều tên ác ôn. Tôi biết đồng chí Nguyễn Minh Ninh trưởng thành từ lúc này, bắt đầu là bị lộ, rồi bị địch cũng tìm cách bắt bớ, thì đồng chí đã thoát ra khu rừng sát. Đồng chí xuống đó thì được đảng trao cho cái nhiệm vụ là phải nắm cho được lượng Bình Xuyên. Nắm được lượng Bình Xuyên để làm sao tạo lực lượng này làm một cái cốt ban đầu để chuẩn bị cho cái cuộc kháng chiến sau này. Đến đầu năm 1958, được lệnh của khu 7, ông cùng với một số cán bộ chiến sĩ về rừng dòng thuộc tỉnh Bà Rịa, Long Khánh để xây dựng, củng cố lực lượng. Cùng với đó, khu 7 cũng đưa cán bộ xuống tỉnh thành lập đơn vị lấy mật danh C-40, quân giải phóng miền Nam, tiền thân của đại đội và tiểu đoàn 445 tỉnh Bà Rịa. Lần lượt giữ nhiều vị trí quan trọng từ cấp đại đội cho đến tiểu đoàn 445, tỉnh đội Bà Rịa, Bà Rịa, Long Khánh. Ông Nguyễn Minh Ninh đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng đồng đội về người chỉ huy dũng cảm tài ba, luôn sát cánh cùng đồng đội trong những trận đánh ác liệt. Trong đó có chiến dịch Bình Giả năm 1964, chiến dịch đã tạo ra bước ngoặt quan trọng, đánh dấu sự phá sản của chiến lược chiến tranh đặc biệt của Mỹ trên chiến trường miền Nam, góp phần đáng kể vào khúc khải hoàn ca toàn thắng giải phóng miền Nam thống nhất đất nước năm 1975. Cho 50 năm kỷ niệm 50 trong cái cuộc chiến tranh để mà giành độc lập của nước. Không biết cái đường nhựa này đâu, không bao giờ có được. Địch nó lên nó đổ bộ đánh nhau ở Bình Giả đó thì nó không có đủ điều kiện, nó xuống mình bắn trực thăng nhiều quá mà, cho nên cái nó phải điều cái đường bộ là thiết dẫn xa này đưa lên. Lên thì mình vận động từ trong xa kìa. Ra mình chặn đầu không kịp. Cho nên là mới phục sẵn chờ nó về là mình diệt nó ở khu vực này. Trong chiến đấu là tay gan dạ lắm, chỉ huy nhưng mà gan lì. Khó khăn là trực tiếp với cái tổ trinh sát. Cuộc đời của ông không có bỏ lính, học hỏi về cách lãnh đạo. Trong tình cảm lãnh đạo phải gắn liền với lính. Cái đó là cái đặc biệt nhất. Sau giải phóng, ông Nguyễn Minh Ninh được giao đảm trách chức vụ chỉ huy tại nhiều đơn vị thuộc lực lượng vũ trang quân khu 7, tham gia chiến đấu trong cuộc chiến bảo vệ biên giới Tây Nam và làm nghĩa vụ quốc tế ở nước bạn Campuchia. Trong giai đoạn 1982-1988, Thiếu tướng Nguyễn Minh Ninh trở thành chỉ huy trưởng đặc khu Vũng Tàu, Côn Đảo. Tháng 12 năm 1989, ông được bầu làm Chủ tịch Ủy ban nhân dân đặc khu Vũng Tàu, Côn Đảo. Khi tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thành lập năm 1991,
ông là người đầu tiên giữ chức chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Không sinh ra tại Bà Rịa Vũng Tàu, nhưng cả đời gắn bó, cống hiến xương máu, dành trọn tâm sức cho mảnh đất này, nên Bà Rịa Vũng Tàu cũng được xem là quê hương thứ hai của ông. Trăn trở khi đất nước còn gặp nhiều khó khăn, nhiều tiềm năng, lợi thế chưa được tận dụng, phát huy, Thiếu tướng Nguyễn Minh Ninh đã có tư tưởng đột phá, táo bạo, đổi đất lấy cơ sở hạ tầng, nhằm huy động nguồn lực của doanh nghiệp đầu tư vào hệ thống hạ tầng, điện, đường, trường, trạm. Triển khai trong hoàn cảnh chưa có hành lang pháp lý, nhiều luật và quy định khác của đảng và nhà nước chưa được ban hành, được ông ví như người đi xiết trên dây. Nhưng vì lợi ích của dân, vì sự phát triển của tỉnh, ông vẫn quyết tâm theo đuổi đến cùng tư duy này trong giai đoạn ông làm chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Ban chấp hành tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thì chúng tôi cũng thấy rằng là phải có cái gì đó để mà mở ra và làm cái đột phá cái trên cái lĩnh vực hạ tầng, mà hạ tầng thì sẽ thúc đẩy cái nền kinh tế, văn hóa, xã hội đồng bộ để mà phát triển. Thì lúc đó mình mới có cái chuyện nghĩ tới là cái phương thức là đổi đất lấy cơ sở hạ tầng. Song song với cái đó là phải làm quy hoạch. Thì tôi mới phát biểu ở trên chính phủ mấy lần. Thì ông Việt ông mới nói, vậy Bà Rịa Vũng Tàu về làm đi, làm quy hoạch. Tôi mới mày mò cùng với các sở ban ngành làm. Nam Ninh là cái người có thể nói là khơi mào và là cái nguồn cảm hứng để cho là những cái đồng chí là đồng nghiệp tiếp theo đó để mà làm được một số những cái việc cho đất nước, cho tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, và cũng đã đóng góp vào cái vấn đề là xây dựng lại cái cơ chế lý luận mới về vấn đề đất đai cho Trung ương. Cái đó là cả một cuộc cách mạng về tư duy chứ không phải đơn giản. Tôi đánh giá cao cái dám nghĩ dám làm của anh Nam Ninh, và cũng là cái người mà đề xuất ra, mặc dù là cái thời điểm mà Nam Ninh là làm việc nó không lâu, nhưng mà có những cái dấu ấn để lại, mà tôi cho đây là những cái công lao rất là lớn. Từ kinh nghiệm đổi đất lấy hạ tầng ở Bà Rịa Vũng Tàu, nhiều địa phương khác trong cả nước đã tìm hiểu, vận dụng, qua đó đạt nhiều thành quả quan trọng như tỉnh Quảng Ninh, tỉnh Hà Tây cũ, nay thuộc Hà Nội. Sau đó, Trung ương đã tổng kết, xây dựng thành hệ thống pháp luật, qua đó tạo động lực quan trọng để thúc đẩy kinh tế xã hội đất nước phát triển. Ngoài sự mạnh mẽ, quyết đoán trong xây dựng và phát triển hạ tầng, thời gian đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, ông Nguyễn Minh Ninh cũng dành nhiều tâm huyết cho sự phát triển kinh tế xã hội và chăm lo đời sống nhân dân trong tỉnh. Với những đóng góp to lớn trong hai cuộc kháng chiến vệ quốc và cả ở giai đoạn phát triển của đất nước, Thiếu tướng Nguyễn Minh Ninh, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều huân, huy chương cao quý. Nhưng phần thưởng lớn nhất mà ông luôn cảm thấy tự hào, đó chính là tình cảm của đồng chí, đồng đội và người dân dành cho mình trong suốt chặng đường binh nghiệp, cũng như những thành quả quan trọng trong kiến tạo phát triển hạ tầng, ghi đậm dấu ấn tinh thần trách nhiệm, sáng tạo và bản lĩnh của ông và tập thể Đảng bộ, chính quyền tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giai đoạn đầu mới thành lập.